Mình đang sửa chiếc âm ly có thương hiệu là Kenwood, model là K990 này, OSD nhé các bạn nhé. Đây là chiếc âm ly của một cái khách hàng ở gần nhà mình thôi. Họ đem hai thiết bị, một cái này là cái một và cái hai, và một lỗi nó là sẹt sẹt, mình nghĩ đi sẹt sẹt ở đây này, sẹt sẹt xì cơ các bạn ạ. Thì hôm nọ hôm qua mình có phải đi trả một chiếc âm ly cũng là Kenwood, model là 8800 hay sao ấy. Còn cái anh cứ tưởng ở Linh Bình hay Nam ấy cơ, hóa ra là anh ở Nam Định, Hải Hậu Nam Định hay sao ấy. Anh gửi lên cho mình nhưng mình không có thời gian mình sửa, thế là mới cuối cùng mình còn chưa bóc thùng hàng mình lại phải gửi trả, mà âm ly là rất là nặng. Mình không chuyên âm ly nên mình cũng không nhận mọi người ở xa gửi tới các bạn ạ. Còn cái này thì người ở quê mình người ta gửi cho mình cũng phải đến tháng này rồi. Cái thiết bị trước kia thì mình đã sửa rồi, còn còn một cái thiết bị này nữa thì mình sửa lốt cho người ta. Thì với lỗi sẹt sẹt nhưng hiện tại thì mình đang nó là chạy điện 100 thôi nhá, mình đang cắm điện 100. Và mình đang lấy ngõ ra ngõ cả bên này cũng chả có tiếng gì. Cái này nó có cái hay là mở ra như này là mở ra nhá. Cũng khá là hay, không là vặn như này là khóa là lock là giữ lại được, hay ghê. Nó có ngõ ra AB và chọn đằng trước ấy, và mình đang đưa ngõ tín hiệu vào là ngõ CD. Nó có ngõ phone này, CD tuner rồi đủ các thể loại nhá mọi người nhá. Thì mình có thử như thế thì không hề có tiếng gì mà khách bảo kêu sẹt lẹt sẹt. Thì mình nhận thì mình thấy khách nói thế thì mình cũng chỉ ghi lại như thế thôi. Thì đây là chúng ta sẽ tham khảo này. Mình đang có nguồn ở đây, đây thì mình sẽ cho mọi người nhìn được cái màn hình của nó. Mức không nhá, ật on này, có đèn báo này. Vừa có đèn power sao lại mất luôn. Không thể ăn dòng gì nữa này. Vừa nãy mình thử thì có đèn power mà. Để mình xem lại nào, hay là dây nó đứt. Ok mà, dây ok mà các bạn. Chập chờn đâu nữa. Vừa nháy cái rồi để mình kiểm tra nhá, vừa thấy nó nháy cái nó lại mất, không có đèn nữa này. Và mình thử thì nó chỉ có không có tiếng gì cả, nó lên bình thường cơ. Thôi, buồn cười thế nhỉ. Chờ một chút mình xem là sẽ ổ điện xem thế nào. Cháy cầu chì các bạn ạ. Vừa lúc đầu mình ghim thì không sao, đến lúc ghim chẳng có điện nữa thì tao đào tháo ra thì cái cầu chì ở đây này, cầu chì nguồn đầu vào ấy. Mình thấy cầu chì dưới mên thì nó ghi là 6A nhưng hiện tại người ta đang lắp cầu chì có 2A thôi, nên mình có lúc đầu mình trước khi mình chưa bật ấy, thì mình bật thì có đèn, sau đó mình bật mấy cái chắc là cháy mất cầu chì rồi các bạn ạ. Và rất tiếc là con âm ly này đã đem thợ và thợ họ đã lai hay bo. Thật là mình nhìn cái đoạn ở giữa này nó thấy nó có cái bo mạch này ở giữa này, mình thấy nó là lạ, có tụ bỏ không mọi người ạ. Mạnh cường đi đi sai bay, tức là mạnh cường model như này. Ôi rồi ôi, chúng ta sẽ thấy zin bản của nó ấy, là nó chạy hai con IC chắc dòng STK chân cắm ở đây này, nhưng chắc đã chết hoặc thế nào đấy, thợ đã độ phần công suất là stereo bằng cái bo này kết hợp với hai con bốn con sò như vậy, là cái là con này mất giá trị mất luôn rồi. Chả biết là cái ông chủ này có biết không, B688 D718 cho một vế các bạn nhé. Cái ông chủ này ông ấy dùng cái đồ rất hoành tráng mà chả biết là cái này đem đi sửa đâu rồi, mà chết STK chắc không có hoặc thế nào đấy, thợ họ đã độ như này này, chán ghê không các bạn ạ. Nhưng mà người ta chả biết đâu, người ta thợ người ta chả có bảo đâu, mà cái đi sửa hết cần này tiền là người ta giả người ta đem về thôi, về không lắp chạy là người ta chạy thôi các bạn ạ. Như vậy là con này chả hiểu nó bị đầu tiên chắc là chết công suất và đã bị thợ lai cái bò này vào. Rất nhiều thợ lai như này nhá, mình gặp vài con rồi kiểu như này rồi đấy. Các bạn xem các video các bạn để ý những cái âm ly trong nội đồ điện địa này, đôi khi nó hỏng ấy mà không đem cho thợ chuyên làm ấy thì bắt đầu toàn gặp toàn thợ là không chuyên, nên là họ toàn lai những cái âm ly rẻ tiền này vào, những cái kiểu bo mạch rẻ tiền này vào để thay thế thôi các bạn ạ. Người ta lấy đâu là nguồn cộng, đâu là nguồn trừ, sau đó người ta đâu là lấy nguồn tín hiệu. Thì một con này mình nhìn này, họ lấy nguồn tín hiệu từ cái volume này luôn này, cái rắc này này, cái rắc mới này nhá các bạn nhá. Mình thấy hàn ở đây này, đó đi ra chắc là ngày xưa đi xuống phần dưới nhưng mà đưa lại vào đây luôn, và chả biết là có đi xuống này có qua dơ le bảo vệ mà có khả năng cũng đi xuống qua dơ le mọi người ạ. Đó chỉ như vậy là cái con này không còn zin bản nữa rồi các bạn ạ. Mình thì mình cũng không chuyên âm ly, nhưng mà nếu mà gặp mình ấy, thì mình sẽ tìm cách khắc phục. Giả sử như con này mà vào tay mình nhá, mà zin bản của nó ấy, thì mình kiểm tra một chiếc công suất ấy, thì mình sẽ lại Google mình search
để mình tìm con linh kiện đó, mình xem có mình thay cho người ta hoặc là mình hỏi bạn thợ. Còn nếu đính chính nếu mà không được, không tìm được ấy, thì mình lại trả người ta và mình bảo là của anh bị chết con này nhưng em không có thay các bạn nhé, coi như là mình làm mất công thôi, tức là mình bỏ thời gian ra mình làm nhưng không sửa được thì mình giả lại người ta thôi, chứ mình không đấu độ chế kiểu như này đâu, chỉ có mạch nguồn các thứ thì mình độ đủ trò thôi và chạy ok thôi. Nhưng mà những cái âm ly nội địa này mình bảo rồi, mình không có linh kiện nên mình cũng không chuyên nên mình không nhận. Nhiều người gửi cho mình lắm những cái âm ly này, nghĩ là mình tài giỏi nên cứ gửi cho mình nhưng mình có làm nổi đâu, mình có đồ đâu mình làm, mình không chuyên nó mà. Thôi bây giờ là lắp cột chì và test thử xem thế nào để sửa cho người ta nhá, và sửa cũng nói luôn cho người ta là âm ly này đã bị thằng người trước là họ độ bằng cái như thế cho người ta biết các bạn ạ. Đây này, trước khi sửa thì cũng nhìn qua một cái thiết kế một chút, chúng ta sẽ nhìn này, chiếc âm ly rất là hầm hố ngon luôn mà bây giờ là không còn giá trị nữa rồi. Nó power đây nhá, ngõ vào ngõ chọn này, đây là ập này, AB tức là cửa ra loa là A hay B hoặc là cả A và B thì mình đang để AB nhá. Rồi tín hiệu ghi âm, rest out đầu ra ghi âm ấy là lấy ở tín hiệu CD phone các thứ đầu vào nhá. Ở đây nó có một cái CB, cái này thì mình không rõ nhưng cái nút này đang bị hỏng. Cái nút này đang bị hỏng này. Còn đây là các chọn ngõ vào này. Ngõ vào video tuber hay aux hay tuner, như vừa nãy thì mình vào đang cắm ngõ CD thì mình ấn CD thì cái đèn đỏ CD nó sáng mọi người nhá. Cái này là bass này, cái này là chest này, cái này là tăng tín hiệu turn, chắc là tín hiệu lời này. Rồi cái này là chạy mono hay là stereo này. Còn cái này là lọc filter, là lọc sub, on up chế độ lọc sub. Chế độ này chế độ âm thanh gì trong PC có thì mình quên mất rồi. Âm thanh lawless này. Ở đây là cân bằng. Còn đây là aux là của cái đường vào này này, chọn vào hay không này. Đây là volume. Ở đấy mọi người không nhìn được bên này. Nhìn nó đẹp, nó chất lắm các bạn ạ. Cái pio là cái kenwood này này, volume to nhỏ. Ở đây nó có một cái đồng hồ nút mất tiếng, mình không hiểu cái nút đồng hồ này là nó như thế nào thì mình cũng không rõ các bạn nhé. Cái đồng hồ hiển thị này này nhìn rất là đẹp luôn đó, đằng trước nó như thế đấy. Con này thì không có màn màn hình hiển thị các bạn ạ, nó là đồ cổ rồi đấy, mình nghĩ là đồ cổ rồi. Và chúng ta sẽ thấy nhá là cái chế độ chọn này là chúng ta vặn đây này là nó sẽ điều khiển một cái dây này, một cái dây dây cáp này này, để nó đưa xuống nó tác động cái công tắc này nha. Người Nhật nó luôn thiết kế thế nhá, chúng ta vặn ở đường trước thôi, bởi vì chúng ta hiển vặn đường trước thông qua những cái phần điều khiển ở đường trước mà. Nhưng mà để điều khiển được trong bo mạch thì là chính là những cái dây này mọi người nhá, kể cả cái chọn ngõ AB à, ngõ ra AB cũng thế, cũng là cái dây như thế này mọi người ạ. Rất là ác luôn. Thôi để thay cầu chì để test thử, để sửa để còn làm việc khác, nhìn mất giá trị luôn. Đây là sò này, bốn sò này, bốn sò B668D718 thành âm ly âm công suất âm ly hàng cỏ các bạn ạ. Mình vừa thay một cái cầu chì 3A thôi đã, xem nó có chạy không nhá mọi người nhá. Nó bật thì nó có vấn đề là nó cháy nhưng mình nghĩ nó không cháy đâu, cái cầu chì nó nhỏ quá là mình bật on này. Chúng ta sẽ thấy có đèn đây nhá, đấy đèn nhấp nháy này đó, rồi đèn đóng thì nhấp nháy không nữa. Và hiện tại đang lại nhận chọn CD mà mình đang chọn ở chế độ CD nhá. Nó có đèn CD sáng này, chúng ta chọn đèn nào để đèn đấy sáng các bạn nhé. À, cái tuber này nó có 3 cái tuber các bạn ạ. Thôi CD thôi, full đây. Cái này thì không biết là cái gì thì mình không rõ nhé. À, volume đang ở không, cái này hiện màn này không hiển thị. Cái mu tiêu mất tiếng à, ấn mất tiếng à. Thì hiện tại mình đang chọn một ngõ ra, ngõ vào nhé. Và mình có căn thử ở đây thì nó có tiếng ù, như vậy là phần công suất tốt nhé các bạn này. Đấy. Các bạn không biết các bạn có nghe được cái loa mình kích vào nhé. Đấy. Tiếng sẹt sẹt ngoài của mình hơi xa. Và hiện tại mình đang cho tiếng vào nhá. Như vậy nên như mình kích như thế thì mình biết là công suất đang ok nhá mọi người nhá. Mình đang cho vào ngõ vào là ở CD nhá. Mình sẽ bật cái máy nghe nhạc của mình lên để bắt đầu mình sẽ cho mở thử là xem nó có tiếng không. Thấy khách bảo bị sẹt sẹt mà. À, cho to lên nhá, không hề có tiếng gì các bạn ạ. Đang ở CD đấy hay là người ta đang chọn ở cái đường ngõ khác không? Mình thử vặn ngõ khác, để ngõ khác nhá. Đang ăn 16W, 17W. Để chế độ tuner xem nào, xem có tiếng không. Mình đang chuyển cho mọi người nhìn phía sau nhá. Chuyển tuner thì mình ấn đứng trước sang tuner đi. Đó.
cũng không hề có tiếng gì. Tuner cũng không có, như vậy là con này đang hỏng phần điều khiển này. Phone trên thì là chắc là ấy to lắm các bạn ạ. Vào AUX xem nào. AUX nhá. AUX. Đấy, AUX. Cũng không hề có tiếng gì cả. Chuyển sang cái vế bên kia xem nào. Không hề có tiếng gì. Mình kích thử nhá. Đấy, kích thử vẫn có tiếng, mình kích vẫn có tiếng sẹt sẹt. Mình kích ở cái mic này này, cái này này. Còn nếu mà cho tín hiệu trực tiếp vào đây nhá thì chúng ta sẽ thử xem nó có tiếng không nhá. Để chúng ta sẽ biết nhá, mình vặn về không đã. Vặn về không thì mình kích cái chỗ nào nhỉ? Kích ở đây nó nói to luôn à. Đấy. Đấy, nó nói luôn các bạn ạ. Nhìn vỡ loa đây các bạn ạ. Như vậy là phần công suất ok, người ta live công suất vẫn ok đấy, nhưng mà đang không điều khiển được cái gì các bạn nhé. Mình kích lại này, nó nói hơi to các bạn ạ. Mình kích nhá. À đâu, đúng rồi, giảm volume ở cái máy nghe nhạc đi. Cái máy nghe nhạc này mình đang lúc nào cũng để mức cao nhất là 31 mà. Mình giảm đi nhá. Thì mình sẽ kích vào này. Kích tín hiệu, nó có mát của cái kia rồi các bạn nhé. Mát của cái vế kia rồi. Đấy, to lên này. Đấy là vế bên đấy nhá. Tiếp tục mình lại thử cái vế bên cạnh để mình biết là cái bộ độ của người ta là ok. Cái bộ độ này này, để mình không động. Đấy, thì là mình đã chuyển sang vế khác thì nó là cái vế bên này nhá. Đấy, vẫn ok. Vậy là bây giờ mình phải kiểm tra đường tín hiệu thôi. Phần công suất nó ok rồi đấy các bạn ạ. Xem nó còn đang bị mắc ở đoạn nào mà không nói được. Khách bảo là sẹt sẹt. Đó. Ở đây có hai con tụ rất là to. Mình đoán là lọc nguồn đối xứng cho cái bo này. Mà cái bo này chính là cái bo nó sẽ đưa tín hiệu vào, các ngõ tín hiệu đi vào nó. Các bạn ạ, thì tụ đấy là chắc phải là lọc nguồn cho cái bo này để nó chọn tín hiệu vào các bạn nhé. Nhưng mà mình có đo thì trên tụ chả thấy có điện áp gì cả, nên đang nhìn mất lỗi mất nguồn đến đây. Đây mình đo thử này, một con này chả hề có điện áp gì luôn. Như vậy là không có điện áp cho cái bo này thì làm sao mà chọn được ngõ vào nhá mọi người nhá. Nên đang nghi ngờ nó mất nguồn trong ngõ này, bây giờ lại phải tiếp tục dò nguồn từ đâu đến cái bọn tụ đấy, đến cái bộ này. Mình đoán là trong này nó sẽ có những con IC nó chạy nguồn đối xứng, nên mà có cái hai con tụ to bự này lọc nguồn đối xứng hay là lọc nguồn đơn thì mình cũng không rõ, nhưng đang kiểm tra thì không thấy có nguồn cho nó mọi người ạ. Đấy, đôi khi là sửa chữa là chúng ta cứ lựa dần dần như thế. Đã tháo bành hết nó ra để mình dò đường tín hiệu các bạn ạ. Thì mình có dò qua vừa nãy đây, cả hai con này nó không có điện, có hai con tụ này không có điện, nhưng thực ra nó được mở qua mấy con sò trường này. Sau đó là nó liên quan đến một phần khác. Tóm lại là cái cụm này, cái mạch trên này nó liên quan đến cái chân này nhiều để chọn cái ngõ cho ghi âm đầu ra thôi. Rét ghi âm thôi. Còn tất cả những cái ngõ vào ở đây ấy, nó được, ví dụ như mình đang cắm ngõ CD ấy, thì nó đi theo cái dây này. Nó sẽ chạy xuống cái bo này, vào cái bo này. Tiếp tục ấy, nếu mà cắm phone ấy, thì ở bo này, ở chân này, nó cũng chạy đến cái bo này. Còn cắm AUX ấy, thì cái dây này, nó cũng chạy đến cái bo này. Và trên cái bo này nhá, nó sẽ có những công tắc, chúng ta cứ tưởng tượng như cái quạt, cái công tắc quạt của chúng ta ấy. Chúng ta mình bấm phone này, thì bắt đầu nó dính phone và những cái khác là nhả hết. Đó này, nó những cơ cấu cơ khí bên trong ấy, nó rất là làng nhàng luôn. Và nó khi ấn ấy, thì nó sẽ hiển thị đèn đỏ là một. Là những cái tiếp điểm của nó sẽ hiển thị đèn đỏ. Và những cái tiếp điểm của nó sẽ là những chọn ngõ vào như thế nào. Đó này là chúng ta ấn từ đây đến đây là nó như là cái hộp số của cái quạt điều khiển. À cái quạt của chúng ta số 1, số 2, số 3 rồi là túp năng các thứ ấy. Nó sẽ ấn này thì nó nhảy kia, ấn này thì nhảy kia các bạn nhé, buồn cười lắm. Nó thiết kế phần cơ khí cái này là cổ rồi mà. Các bạn không nhìn được như phần trong cái này, nó là phần cơ khí giải với nhau. Ấn cái này nó mất cái kia các bạn ạ. Thì mình có kiểm tra qua thì cái CD này. Cái CD này nó có cái CD detect nữa. Rồi, nó lại liên quan đến detect và cái nút này thì mình không rõ, nhưng hai cái nút này đang hỏng. Nó hỏng nó không tiếp. Nên mình vừa mới nay thì nó tiếp được ok, nhưng mà khả năng con này nên dùng ngõ vào AUX hay hơn, bởi mình thấy ở ngõ AUX thì nó điều chỉnh được bắt check các thứ bình thường. Còn CD thì mình chưa thấy hoặc là mình chưa nhận diện được nhé.
tóm lại là nó đang bị hỏng các phím, dẫn tới là nó thảo nào khách bảo nhà bị sẹt sẹt đấy các bạn ạ. Đây nha, mình sẽ test thử là mình đang ở CD nhá, mình đang cắm CD đấy, và mình sẽ chuyển CD cho chúng ta tham khảo này. Mình ghim điện nhá, cứ để như này cũng không chạm cái gì đâu mà. Thì nó lên này, chờ giờ này đóng, vẫn đèn này nó nhấp nháy. Đấy, giờ này đã đóng nhá. Và đó, đây là chế độ CD nhá. Mình chuyển sang phone này là mất này, và mình chuyển sang CD là có này. Nhưng mà CD nhá, các bạn thấy cái đèn CD đang sáng ấy, mình ấn giữ vào này, bỏ ra thì tiếp xúc tốt. Đó chính là cái chữ chập chờn nhá. Rồi cái CD này nó lại đi qua cái nút detect này nữa này. Đó, ấn vào nó rất là to nhưng nhả ra mất tác dụng. Tóm lại là cái công tắc này là nó có ấn vào nó giữ, ấn cái lưỡi thì nó nhả ra nhưng mà nó đã bị hỏng rồi, nó luôn ở nhả ra. Đấy các bạn nhé, đấy lại giữ được đấy, tiếp xúc cũng tốt nhé. Bây giờ mình sẽ chuyển rắc cắm của mình sang AUX này, sang AUX là ở đây nhá, gõ vào đây này. Đó thì nó sẽ không có tiếng gì đâu, nhưng mà mình sẽ ấn sang AUX này thì nó sẽ ok này. Các bạn mình ấn nhá. Đó, ok nhá, mình mở cái bài khác thôi, nó đánh bản quyền âm nhạc. Và cho bắt chét ok này. Tăng tơn nhá, tăng tơn này, mất tơn này. Tăng trống đấy, mất trống này, bát đấy, mất chét này, để ở giữa, hai cái đang để ở giữa, mono stereo này. Đó này là nó mòn theo thời gian nhé mọi người nhé, là do những cái phím bấm lâu năm quá, chúng ta phải hiểu rằng đồ nhật thật, nhưng mà nó liên quan đến phần cơ khí, chúng ta ấn ra ấn vào nó cứ tiếp xúc đóng mở phần cơ khí, và lâu năm quá nó không tiếp xúc và nó mòn, nó nên dẫn tới nó xảy ra trường hợp bị loạn như này nhé mọi người nhé. Còn cái phần công suất này thì ok không sao cả, vừa nãy mình có phải bóc cái này ra để mình dò cái đường tín hiệu cái đường nguồn ấy, nhưng đường nguồn nó không sao các bạn ạ, đường nguồn đã đi đến kia rồi, chẳng có con kia nó khóa rồi. Thôi xử lý phím để lắp lại hoàn thiện để test thử một lần nữa. Sau một lúc thì mình cũng đã xử lý được, thực ra là nó không phải hỏng những cái phím này các bạn ạ. Phím chuyển đổi này mình có đo ấy, thì nó vẫn ok thôi, mà nó hỏng phím này và phím này. Hiện tại nó bị theo kiểu phần cơ khí lâu năm ấy, là ấn vào mất tiếng, sau đó nó không nhả ra nữa. Ấn vào ấy, là cái phần mất tiếng cứ giữ đấy, mặc dù là cái lò xo lẩy cái này ra ngoài rồi, nhưng mà phần mất tiếng nó vẫn bị, các bạn ạ, nó vẫn tác động đúng. Thì đây là một chiếc âm ly, thì theo mình nhìn thì không phải âm ly số chứ gì đâu, nó là cái âm ly cổ rồi. Chẳng qua chuyển trạng thái này nó là phần cơ khí chuyển thôi. Chúng ta cứ tưởng tượng như một phím, ví dụ mình ấn CD này thì là nó sẽ có hai cái tiếp điểm để đóng cái đường RL của ngõ vào CD. Sau đó nó có một cái đường tiếp điểm nữa để đóng, để sáng được cái đèn LED này cho ta. Các bạn nhé, khi mình ấn sang tuner ấy, thì là nó lại đóng cái đường tiếp điểm của cái tín hiệu đường vào tuner và đóng cái tiếp điểm của sáng này. Nó táo lại nó như thế thôi. Và mình đã làm theo thao tác như này nhá, là mình chỉ dò đúng cái đường CD thôi, cái đường CD nó vào đúng cái đường CD này. Sau đó những cái đường AUX thì nó cũng vào cái này, vào cái này. Sau khi nó đi qua cái hệ thống chuyển mạch để nhận diện tín hiệu vào rồi ấy, nó sẽ đi qua cái chuyển mạch mất tiếng các bạn ạ. Do đó mà hiện tại đang bị mất tiếng, mất hoàn toàn đấy. Sau khi đi qua mất tiếng này, bắt đầu nó đi xuống cái mạch equalizer điều chỉnh âm sắc phía dưới này, nó đi tới mạch âm sắc phía dưới này, sau đó nó mới đến cái phím volume này. Cái volume này nó vặn, sau đó là nó mới đi đến công suất, nhưng thợ người ta đã cắt cái phần đưa xuống phần công suất chuẩn của nó mà đưa vào cái mạch công suất họ độ rồi mọi người nhá. Đấy là cái đường tín hiệu như vậy, thì là nó của mình ấy đang không có tiếng gì, là do cái này đang bị lức lở, mình ấy thì bị ấn xuống nhưng mà cứ nhả ra, và ấn xuống nó cứ giữ, và cái này là đặc biệt cái này bị mất tiếng mọi người ạ. Nên mình có súng RV7 thôi, và thao tác một vài sự cạo hàn lại cái thì nó đã ok rồi nhá. Đây mình sẽ bấm cho chúng ta tham khảo này, mình ấn on này, chúng ta sẽ thấy ở đấy đang đấu qua đâu nhỉ, chờ mình một chút. Đây nha, mình bật lại nhá, vừa nãy mình cắm qua cái bóng đèn này nữa đấy thôi, mình bật này, chúng ta sẽ đem cái đó nhấp nháy nhá, mình cho tín hiệu lên này. Đấy, khi rơi ra đóng này, cái này không nhấp nháy nữa. Mình đang ở chế độ CD nhá, sang tuner thì không có gì nhá. CD này, mất
mất tiếng, chính lỗi đó chính là cái này nhá, nó bị kẹt, nó không lẩy ra được. Mình đã xử lý rồi. Ok nhá. Cái này thì mình không rõ nó là cái gì. Mình cũng thử ý là cũng chuyển này. Đó, mình không rõ. Còn cái Diatec, CD Diatec này thì nó là cái gì thì mình không rõ. Như này là dính này, ấn như nữa để lôi ra hàng đấy, nó không thấy lắm các bạn ạ. Còn đây nha, mình sẽ chuyển sang tín hiệu AUX nhá. Mình đang chuyển sang ngõ AUX ấy, là cái ngõ này này. Thì bắt đầu mình ấn AUX nhá, là bắt đầu nó sẽ phát nhá, các bạn nhá. Các bạn để ý này. Đó. Còn dưới thì phần âm sắc thì tóm lại là cái âm ni này, phần công suất của nó thì đã lởm rồi thôi. Còn nó phần điều chỉnh âm sắc tín hiệu các thứ thì là nó vẫn zin bản của nó. Đây, cho sang cái nhạc nhà ấy cho nó đập cho nó ác. Đấy. Bát đây. Check đây. Mất check này. Check rất mạnh này. Trống này. Cái này tơn là cái gì thì mình không rõ, mình không biết chuyên về nó. Cái lốt này là âm sắc nó nổi hơn hẳn. Mất tiếng này. Có tiếng này. Đấy, cái lút này là không biết nó chuyển cái gì đó, mình không rõ nhá. Nó hình như nó vào tín điện ở đường CD sao ấy, các bạn ạ. Cái này thì không rõ. Và trong cái đường ngõ tín hiệu vào như này ấy, thì là cái ngõ này là mình thấy là tín hiệu vào lớn nhất này. Ngày xưa mình cứ tưởng ngõ phone là điện thoại phone cơ, nhưng không phải. Cái ngõ phone này như một số bạn xem kênh nói cho mình ấy, ngõ phone này là tín hiệu vào của đĩa than. Thì cái đĩa than này tín hiệu nó nhỏ, do đó mà tín hiệu vào cái này nó rất là to luôn. Đây mình cho mọi người này, mình kích này. Là chưa chuyển sang nhá. Nó to lắm. Tóm lại là cái phone vào ấy, thì chúng ta sẽ kích, nó sẽ rất là to. Đấy, nó còn có, phone nó chức năng ở của cái này rồi. Rất to luôn. Mình đang ấy cân nhiễu rồi. Đấy, to cực kỳ luôn, ngõ phone đấy. Thì chúng ta cứ hiểu nôm na này, là chiếc âm ni này là có nhiều ngõ vào. Thì ngõ phone ấy, thì là cái lội trở vào được hạn qua ít nhất và nó được khuếch đại mạnh nhất. Thực ra cái mạch này á, là phần tín hiệu âm thanh của nó là nó chỉ sử dụng những con IC là LE552 thôi. Đây là con IC nó như con 4558 ấy, nó có hai cổng khuếch đại thuật toán để nó có thể khuếch đại với VRL thôi. Thì những cái tín hiệu phone này vào, do nó nhà sản xuất họ biết tín hiệu phone vào tín hiệu yếu, do đó nó đi qua một cái mạch là có hệ số khuếch đại cao hơn. Còn với CD này và audio và tuner này thì mình nghĩ là nó sẽ đi qua cái mạch có khi là vẫn là cùng chung mạch khuếch đại, tiền khuếch đại, nhưng mà nó sẽ được hạn qua điện trở thôi. Giả sử như tín hiệu CD vào nó được hạn qua điện trở 10k thôi. Còn tín hiệu AUX thì có thể nó hạn qua điện trở 20k. Nó có lại nó họ sẽ phân áp được cái tín hiệu vào làm sao cho hợp lý nhất ở các ngõ vào nhá mọi người nhá. Mình nghĩ là như vậy thôi. Nhưng cái phone này mình thấy nó to nhất. Đấy. Này mà cho tín hiệu vào nó đập cho vỡ loa luôn đấy các bạn ạ, bởi vì tín hiệu khuếch đại mà lớn quá mà. Đấy thử nhá. Đấy, kinh chưa? Kinh khủng. Đấy, cái Diatec này, ấn giữ cái Diatec này là nó chuyển sang CD gì đấy, mình không rõ nhá. Tóm lại là phần âm thanh này thì mình cũng không chuyên lắm, nó hỏng thì mình cứ dò đây mình tìm đấy. Như cái con này đầu tiên vào thì là mình thử thì không có tín hiệu gì cả, như khách bà là bị xẹt xẹt đấy. Chắc là khi không vào thì là họ sẽ thử thì nó có tiếng xẹt xẹt thôi. Sau khi mình dò ấy, thì mình cứ tưởng là lỗi công suất, nhưng hóa công suất con này bị độ rồi và công suất không sao. Sau đó là mình có dò từ đường tín hiệu CD vào thôi, thì nó đi vào cái bộ chuyển đổi này. Sau khi nó đi qua cái bộ chuyển đổi này nhận diện các ngõ vào ấy, thì nó sẽ đi qua cái nút mất tiếng này. Cái nút mất tiếng này chúng ta cũng tưởng tượng là nó đóng nhả để tiếp hay không tiếp thôi. Sau khi đi qua cái nút mất tiếng này, tín hiệu nó sẽ đưa xuống cái mạch âm sắc, điều chỉnh âm sắc các thứ này. Sau đó nó mới đi lên cái volume này, và cái volume này vặn to nhỏ, nó bắt đầu nó mới đi ra phần công suất để khuếch đại lớn nhỏ nha mọi người nhá.
Và con này thì nguyên nhân hỏng của nó là nó do lâu năm quá nó lão hóa theo thời gian, là phím bị kẹt, phần cơ khí chuyển đổi không đúng, do đó mà mất tiếng hoàn toàn đấy các bạn nhé. Còn đâu mình cũng sẽ kết thúc luôn video này. Chào tất cả mọi người nhé. Cái màn này nó có hai cái đèn nó chiếu nhưng cái đèn nó cháy rồi, chả biết là chiếu để làm gì, chắc là để cho nó đẹp.